Rồi cô bác ơi, bữa nay mình lại tiếp tục vừa hái rau vô xong ráp nha máy, rồi bắt đầu nấu cơm. Hôm nay thì mình được hai bọc nè, cái này là mới á cô bác, chứ không phải bọc hôm qua đâu, cái này mới hai bọc này. Thì rau nhóc trơn luôn, rau chợ là mình mua thêm cái đèn là và bắt thêm cái đèn ở đây luôn, một bóng đèn ít ra đây, một bóng đèn nữa. Ai cho sáng sủa cho đẹp trai đẹp gái được vô đầu bếp mình đã bỏ ra đi. Vậy giấc này là 11 giờ 15 phút rồi cô bác, nay hơi trễ rồi, cái này điên điển hơi nhiều á, thành ra mình hái nó hơi lâu chút xíu, tại vì không hái thì nó ra trái rồi, nó không có ra bông nữa cô bác. Cái này mình hình như được cung cấp được cái gì nhiều lắm nè, gì đâu mà nhóc trơn hả, cái gì mà từ lưa tùm lum trơn hả. Gì nữa, nó đầy nhóc chân gì nữa nè. Trời ơi, trời ơi, gì đâu mà chảy nước tùm lum á. Ôi máu. Gì đâu mà. Để coi coi coi, coi sống hả chín mà sao mà nó chảy nước tàn làng chân kỳ vậy. Sống hả? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái này cơm nếp. Mà sao mà ở đâu mà nước dữ vậy? Cơm nếp à, để cho nãy đi. Cái này cơm nếp. Mà sao nước ở đâu mà nó chảy ra dữ vậy ta? Ừ, có bọc lũng. Nước nè, nước nó chảy chậm nhẹp luôn. Để từ từ tính nha. Cái bọc đó từ từ tính để mình kiểm tra lại coi. Không mà nước càng làng mà nói thiệt chứ nói dốc đâu nè, để dưới nước trơn nè, sao mà nước đỏ đỏ ta. Ôi ôi cái này, ôi ôi một chúng nước luôn nè, chúng nước khủng khiếp luôn nè, không biết cái gì nè. Sao không kiểm tra mà để vô đó rồi cái tủ nó tàn làng chứ, rồi kiểm tra trước khi bỏ vào tủ chứ. Đi coi coi thịt, đúng rồi cô bác ơi, chắc nước thịt này nó chảy ra nè. Tàn lèn cái tủ rồi, phải lau chùi cái tủ mới được. Chứ hồi nó chảy tùm lum rồi sao. Thịt này đáng lẽ là mình phải để ở ngoài, không có được để trong tủ. Để ở ngoài lấy đồ đậy lại chứ để trong tủ gì rồi nó chảy quá xá rồi nè. Ôi ôi, tàn nhẹp hết trơn rồi nè cô bác. Ôi khiếp không. Ở dơ quá, ở dơ mình nữa nha, mình nó dơ. Mấy cái đồ này đâu nè, phải để ngoài chứ đâu mà để trong tủ. Ôi nó chảy từ lưa hết trơn. Thôi dịch, họ phải rửa lại bằng cái nước rửa chén rồi mới được. Mà bây giờ tạm thời vậy đi, qua cái chặng này đi, nấu ăn xong rồi thả tính tiếp. Vậy thì bữa nay ăn mặn của mình đã được thịt, cung cấp thịt. Cái bọc này thì nước còn tàn lèn. Em bỏ tay đi. Tại có bọc lũng thôi, cái bọc nguyên không đến nổi, tại bọc lũng. Không kiểm tra kỹ. Người ta nhận hàng cũng phải kiểm tra của nó làm sao. Nó bỏ đại. Thiệt tình không? Rồi. Bây giờ thì ăn mặn thì có cái đó rồi đó. Bây giờ thịt là vậy là lỡ tay, cái tay hơi dơ rồi, bây giờ lập thịt trước đi. Bây giờ thịt này tính sao thôi nó. Rồi làm món gì để biết chuẩn bị trước. Xào mặn ha, vậy là lấy cái nồi. Vậy là cần khử hả gì không? Sợ nó hôi không? Hả là bỏ miếng tỏi vô đi ha. Đập đập miếng tỏi bỏ vô đi. Gỗ. Gỗ huyền thoại nè. Bỏ vô đây rửa ha. Trước tiên là mang cái tập về vô các cô bác ơi, để cho nó đừng có nhảy nước cho mình. Ăn vô cho đẹp trai đẹp gái được coi. Cái này quá trễ rồi, tranh thủ làm y y cái ăn nha. Cái này cô vui chơi thôi nha cô bác. Cô vui chứ không quạo nha. Cái này là cục bự dữ lắm nha, cái này là làm sao định sắc nhỏ ra không, cục bự lắm nè. Rồi nữa ăn được không nha.
em bỏ ha. Rồi cái này thịt không à, xương nó xỉu ha, thịt không gì nè. Rồi thì gặm gặm bỏ phải không, chắc chắc nuốt phải không, gặm gặm còn cái nước không, bây giờ gặm. Rồi chỉ thì rửa thôi, không rửa sao chứ. Cái này cũng đã rửa xong rồi, chắc này mình sẽ đập một cái tép tỏi bỏ vô để khử. Cái quy tắc của thịt là nghe nói là phải có tỏi khử mới được, thì mình sẽ bỏ vào một tép tỏi thôi, hai tép đi, tép bự tép nhỏ xíu. Bỏ cái này lên để cho nó ráo nè. Tép tỏi rút cái dầu mới ra, dầu kia đập một cái bát, tiếp theo đập cái bát. Bữa nay tranh thủ thời gian không có thời gian nhiều, bữa nay hên đập cái bẹp mà nó vẫn còn nguyên. À, những cô bác bây giờ trong cái diện cách ly mà gặp mình nấu ăn thì nhiều khi cũng thèm. Bây giờ nhiều cô bác ăn uống cũng hơi khó khăn rồi đó, không dễ như mình đâu. Nhà mình thì bây giờ là cái chuyện ăn thì khỏi lo đó cô bác ơi, đã nửa tháng mình khỏi ra đường luôn. Rồi nhảy đâu miếng tiêu rồi, hai củ mà chắc là coi chừng một củ hả, nguy hiểm chưa. Bởi vì cô bác có điều kiện thì mua đồ ăn để trong nhà ăn một hai ngày, hai ba ngày, ba bốn ngày gì đó, để mình hạn chế ra đường á cô bác. Hồi ôi sắc vô cái móng tay nè, dính liền, ghê không, quá bén. Cái đầu là nó hít tới đó cho nó không chật chật như là cái dao kia cô bác, bởi vì ghê lắm. Khuyến khích cái dao này là cô bác nhà có trẻ nhỏ không mua cái dao này, hơi ghê ghê. Nào mình gặp mặt làm cái này. Rồi xong. Chứ nhiều chỗ bây giờ trong chợ mà bị phong tỏa đó cô bác, rồi thành ra bây giờ không có cái chỗ để cô bác mua đồ, nó khó là ở chỗ đó. Thành ra cô bác mua để nhà khoảng chừng 2-3 bữa. Còn mình ở đây vì xa chợ đó cô bác, không có cái đường di chuyển luôn, với nhà có người già lớn tuổi, thì thành ra mình mua lần ăn nửa tháng. Tại vì cái đối tượng người lớn tuổi, người già yếu, bệnh tật và trẻ em á, là bị Covid là cái tỷ lệ tử vong cao lắm cô bác, không có cái sức đề kháng, tử vong cao lắm. Thành ra là nhà mà có người lớn tuổi bị bệnh, hoặc là cái người nhà mà có trẻ em hay gì đó, thì cô bác cũng cẩn thận hạn chế ra đường nha. Mình mua đồ ăn này là chủ yếu là để hạn chế tối đa cái việc mà ra đường, ngay cả cái việc mà mua rau củ quả để ăn thì mình cũng hạn chế tối đa luôn rồi đó. Trong cái thời gian này là mình không có ra đường đó. Rồi đổ dầu hay gì đi thả nấu à, thử đi. Rồi mình bỏ thịt vô, khỏe khỏe như mình thì bị, giả sử bị chắc cũng không đến nổi của bác đâu, nhưng mà chỉ sợ những người trong nhà bị lu bu. Rồi gì à, gì à, gì à. Rồi cái này cái gì đây, này gì à, muối mè với cái khúc gì nè, cái khúc này nè, khúc này khúc chả hay gì nè. Sao ở nhà mà nhận thông tin mà quyết trời trăng trơn trời vậy. Rồi xong chưa, bỏ rồi nha, thơm thơm rồi đó. Đây bỏ mấy cục thịt heo vô làm cái xèo ăn qua ngày đoạn tháng. Có gì cho ăn thịt không mà còn thấy nữa là thôi luôn. Nhiều người giờ khổ lắm cô bác ơi, bây giờ cô bác có tiền á, nhưng mà ngay mấy cái khu mà bị phong tỏa tùm lum, bị dịch bệnh tùm lum, cô bác muốn ăn cũng hơi khó đó, đâu có gì trời đâu. Hơi khó thôi, nhưng mà vẫn có đồ ăn nhưng mà hơi khó thôi, vì đi lại nó khó khăn thôi, chứ nó không có đến nỗi mà đói, nhưng mà nó hơi khó khăn thôi, phải ship hàng chờ đợi gì tùm lum, người ta kiểm tra gì tùm lum hết, tại vì nó dễ lây quá. Chứ ai mà ở không mà muốn kiểm tra cô bác làm gì. Rồi này, tình hình chung rồi, nhưng mà mình ở đây vậy là đỡ hơn cô bác chỗ nhiều chỗ lắm cô bác. Mình ở đây cũng giống như là cái diện cách ly à. Rồi tạm thời ở đây đi, cái này thì nãy không có đụng vô thịt nha. Rồi thì bây giờ, rồi bây giờ muốn nêm nếm sao thì nêm nếm nha, thợ nấu bữa nay làm cắt tóc nha, bữa nay giao hết nha, bữa nay ăn ngon ăn dở là tự lo nha. Hạt nêm cái đó nước mắm đó nha, còn hạt nêm mặn là bên đó đó,
cái này cái nồi mặn muốn niêm hạt niêm nào cũng được chân. Bây giờ mình lo tới cái việc chai của mình nè. Chai của mình thì hồi qua là mình còn nè. Trời ơi thịt, trời ơi sao mà có cái con nhện nó chết trong này nữa, trên mé nè. Nồi thịt hôm qua nè, không ấy gấp mấy cục thịt này bỏ vô chung luôn hay sao, để bỏ cái nồi này luôn đi. Gấp bỏ vô luôn đi. Hôm qua mấy cục thịt chà bá nè, nhà đâu mà ăn thịt ăn cá không mà còn gì nữa. Rồi. Bỏ nước này kìa. Có hai người mà ăn một nồi thịt thấy khủng khiếp không? Bỏ nước này cà chó. Rồi, bỏ nước đi, hồi hâm cho chó ăn. Thương chó hết sức không? Mình ăn thịt chó ăn nước. Rồi, có coi nè, nhà mình nè, hồi đồ niêm mấy gì tùm lum hết trơn nè, hạt niêm bột ngọt gì hết trơn nha. Cái này là mình dự trữ ngày thường nữa cho cô bác, chứ không phải là dự trữ ngày dịch đâu. Hồi trước khi có dịch là nhà mình đã mua sẵn rồi. Đó bây giờ như vậy rồi. Tại ở đây mình cách xa phố thị, cô bác ơi, di chuyển khó khăn lắm, cô bác thấy mình. Còn được trăm mấy chục gói mì. Đó. Thì cái hủ tiếu này nè, mới cô bác mà mới coi cái phim mình lần đầu tưởng mình dịch bệnh thôi, mình dự trữ gì không phải. Trước giờ là như vậy rồi. Tại ở đây không có cái đường giao thông, thành ra mình dự trữ đồ ăn rất là nhiều. Đồng biến ra ngoài muối mè, nhưng mà cái này nè, ở trong nè có cái đòn chả hay gì nè, đòn chả ha, ba tê vậy đó. Rồi bây giờ mấy con cá bóng này mình ăn cho qua ngày đòn tháng, này thêm miếng cá bóng nữa đi, để vô ăn nữa, ăn bữa nay nữa là ba bữa rồi, còn ăn được cứ ăn, bao tử mình tốt lắm, không sao chứ. Ăn 8 bữa cũng ăn được, còn ăn được cứ ăn. Đổ ra nữa. Ở đây thôi, để bữa nay kết thúc cái vụ này. Mười mốt chuyển qua ăn cái mới chứ không lẽ mà ăn không cá bóng hoài. Chuyển qua cá lóc cá chê hay gì. Rồi. Ăn đi. Cũng có muốn gì đâu rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi đó. Này treo lên cái này cá bóng nha. Ăn tàu hũ mà không có tàu hũ ăn cá bóng không nè. Rồi. Bây giờ có cái ăn bình thường gì là mừng rồi đó. Biết bao nhiêu người người ta sống trong cảnh nơm nớp lo sợ kìa. Rồi. Ôi cái máy của mình nó ngốc tuốt ở dưới à. Quá thông cảm nha. Thợ nấu mình nãy mới đổ nước mắm hay gì mà đổ nữa hả? Coi chừng mặn chát nha, vừa vừa thôi nha, hồi nãy hình như đổ rồi mà. Chút chút thôi, dữ lắm rồi. Trời ơi, thấy hình như là nó mặn dữ lắm rồi. Đổ vô mà không cân lượng hết trơn á. Thấy là dữ lắm rồi nha. Trời ơi, hổm gà là bị mặn nhiều lần lắm mà nghe, chứ không phải mới bữa nay thôi. Hổm gà là bị nhiều lần lắm. Quá tai. Rồi, giờ thành ra tội nghiệp thợ nấu mình ha. Rồi, thầy giấc này là đồ chai đã có, đồ mặn đã có, bây giờ gao. Hôm nay làm gấp gãy ra ăn, bộ phim này 15 phút. Ê. Cà thì nó cũng hơi lâu chín. Bắp cải, rồi rút bắp cải đi cho nó chống cái tủ lạnh. Bây giờ rút ra đâu có được cô bác. Móc một lỗ bắt đầu rút cái bắp cải. Rút cái bắp cải đi, ăn từ sáng tới chiều luôn. Rút bắp cải. Đấy, rồi đây bắp cải nó bị hư cái vỏ ngoài thôi, có gì lột cái vỏ ra là đẹp trai đẹp gái đi. Bắp cải với hành. Ôi ơi nó rớt ra tàn lèn chứ nè, cái cải ăn sống luôn đi. Sen rồi đó. Rồi đây là cái cải bắt đầu mình xoắn ra thì nấu canh cải mà còn ăn sống nữa ha. Rồi chơi bắp cải ăn sống luôn, nói chung là ăn dữ dằn luôn đó. Vừa chín vừa sống, ai muốn ăn gì ăn đã luôn. Cái này ăn được là tốt quá thôi, chỉ sợ ăn không được thôi. Ăn cho qua cái giai đoạn này cái mình ăn ít lại, cái giai đoạn này cần sức khỏe. Rồi
Rồi, vậy đi. Bọc. Rồi, quên quên, còn cái bọc cải nữa. Sorry, em sorry Bobby. Tiếp nhé, cải đẹp rồi, nữa tính sao. Ôi, sáng nay mình sẽ ăn nhiêu đây, sắc sắc bỏ vô cái là nó chín liền, cái này mau chín lắm. Rồi, thời nấu mình đã bỏ ra đi. Thì coi coi. Cái bọc này. Cái bọc này đến hồi rửa sơ nó cái mới được. Thì cái này mấy cá bóng nó đã nở ra rồi cô bác. Rồi, chị dắt cá bóng cái đi để cho thời nấu mình làm cá bóng này. Nãy giờ đánh dãy rồi hết trơn rồi đó. Này. Cô bác thông cảm nha, dắt này để cái nắp ra để cái máy quay phim cho nó xa xa cho cản đường cản sáng quá rồi. Cái bề nào cho nó thích hợp cái bề này. Rồi. Giờ cái máy xa chút xíu để cô bác xem nó được nó toàn cảnh. Hai bắp cải bỏ đây. Còn cá bóng ui. Cần sợi dây. Một giờ mấy là mình cũng tranh thủ dữ lắm rồi đó. Cái này cái gỗ đựng thịt mà nãy rửa rồi thấy không? Bây giờ đựng tới cá bóng. Hoặc cá bóng với thịt nó cũng tương tự vậy. Rồi bóp bóp nó. Mềm mềm mình ăn chưa mềm hung cô bác ơi. Nó mềm nữa ăn nữa nó dễ, còn hơi cứng cứng nè, ăn nữa nó hơi nặng nhai chút xíu nè. Sẽ ngâm được khoảng chừng 25 phút. Nước lạnh này nè cô bác, ngâm khoảng 25 phút, còn nước nóng là ngâm khoảng chừng 10 phút, 15 phút là được. Rồi, mình đổ vô đây một cái xèo đi. Rồi giao cho thợ nấu đó, muốn làm gì làm đi. Ủa quên, để luôn cái ghế. Rồi, bỏ xuống. Cái này bỏ ra ngoài đi, bỏ vô cái nồi luôn, rửa rửa luôn. Rồi. Rồi đó, thợ nấu rồi, muốn nêm nếm gì nêm nếm đi nha. Đổ dầu thêm không? Hết trơn dầu rồi, chắc đổ vô quá. Rồi. Dầu. Trời ơi, cái gì mà đứng sau lưng ta? Mấy người đứng im ta chết queo chân. Đó. Có đổ dầu thêm mày đổ nha. Nó giao cho thợ nấu đó. Chai dầu đó kìa, còn đi kiếm đâu nữa. Dầu đó đó. À, mình gấp mà thợ nấu mình cũng gối nữa. À, muốn đổ gì đâu đổ. Còn chai dầu 5 lít nữa đó, đổ hết luôn cũng chơi luôn. Rồi. Vậy thì giấc này là mình sẽ làm. Muốn bỏ gì đó bỏ. Sao cũng được chứ. Bữa nay gấp quá rồi, 11 giờ mấy rồi. Hái không kịp, nhiều quá, mà cỡ này nó thật ra nhiều thì cũng nhiều hơn, mà tại cái bông nó chút chút không hái nó lâu. Cái này nó già rồi. Hành, bắp cải, vậy thì bắt cái, chuẩn bị bắt cái nồi canh lên cô ấp. Thịt chín chưa? Chưa chín hả? Bắt một cân đi. Chưa mà, để cho thịt chín đi. Sắc bắp cải cái là xong, bỏ vô bắp cải này thì mau chín mà. Ngâm muối phải không? Sợ nó kỹ lưỡng vậy đó hả? Rồi. Hay quá ha. Ngày xưa bắp cải này người ta còn lấy cái kim tiêm người ta chích vô tấm luôn cô á. Chích thuốc đó, nó có thật á. Nhưng mà sau này thì tiến bộ hơn à. Chắc cũng không đến nỗi gì. Nhưng mà nói chung ăn bắp cải thì nó cũng không có được an toàn lắm. Nói gì chứ ăn à. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái thao để đựng, nhưng mà trước tiên phải sắc sơ cái phần bắp cải này ra. Ve cái máy xa chút xíu không cô bác. Thì cái này mình hơi gói ghen chút xíu, cô bác thông cảm nha. Nhóc lên chút xíu để thấy thợ nấu thôi nha. Cho thấy mình cái ói à. Rồi. Cái dao bắt đầu mình mới sắc cái phần hư này ra bỏ nè. Còn chứ, còn mấy chai trong kia mà. Đó. Rồi bắt đầu mình sẽ lột mấy cái ớt ở ngoài ra bỏ nè cô bác. Lột ra cái thấy trắng trẻo đẹp trai đẹp gái nha. Rồi mơ mốt mà mình mà đi lột da mặt hay gì đó cô bác ơi, coi chừng mình cũng đẹp vậy đó. Giờ cô bác thấy bèo nhèo vậy đó nha. Bây giờ ảo lắm nha cô bác. Cô bác mà thấy mà ai mà trên mạng hay gì đó nha, mà trắng trẻo mà da mịn trơn hay gì đó nghe, tướng thon gọn hay gì đó
Chừng nào cô có thấy ở ngoài mấy khách ăn nha, bây giờ cái mạng nó ảo. Nhiều người trên mạng nhìn đẹp quá, sao đẹp cô ơi. Có chừng nhìn ở ngoài cái con té xỉu. Giống như cô bác mà gặp mình ở trên mạng đó nha, nhiều khi thấy mình đẹp quá. Tới chừng cô bác mà gặp ở ngoài cái té xỉu. Nó thầu khách chứ. Cái mỏ thì nhọn quắt, cái mặt thì gỗ không. Rồi. Ngâm nước muối phải không? Rồi, theo ý kiến ngâm nước muối. Keo muối đâu mất rồi, đây, keo muối hột, bữa nay mới sử dụng muối hột nè. Bỏ viết vô. Quất cho một nắm hay gì đó, một, muối, nhiều nhiều đi, ngâm đã luôn. Dòng muối mình ở ngoài còn một lưu không cô ạ. Cứ rửa sơ sơ cái thành muối hột cho nó sạch sạch lại. Chứ muối người ta mà bán cho mình mà bán ghe đó cô bác, người ta tính mà táo rồi đó, người ta đông táo rồi đó. Cái muối đó thì nó đang thui à. Bắt đầu mình để vô cái gỗ mình vút sơ cho nó trắng trắng lại, nó đẹp trai đẹp gái. Rồi coi chừng khét cái nồi cá bóng nha thợ nấu. Rồi chắc này mình mới sắc bắp cải bỏ vô nè. À, thấy mặt của thợ nấu mình rồi đó nha. Rồi, chứ đừng có thấy mình bắp cải này mình sẽ sắc đôi ra. Đáng lẽ ăn khoảng nửa cái bắp thôi cô bác ơi, nhưng mà cái này dịch bệnh rồi ăn sang luôn, ăn một bắp luôn, ăn từ sáng tới chiều luôn để quậy cho muối nó tan ra cái nha, ăn đã luôn. Cái này là cho ăn thoải mái trong 15 ngày ăn đã luôn. Quà này đi bán vé số. Ăn hết tiền đi bán vé số. Rồi sắc, không biết sắc cái kiểu nào đó, không biết sắc đại nó gì đi. Không nhận cái dao này sắc đã thì để nhẹ xuống cái nào nó đi cái ót. Sao mà nó văng ra dữ vậy ta? Đùa nó xuống luôn. Cái này tiện quá ha. Đi rớt cái giò luôn này. Để rửa cái cả. Không có cái chỗ mà rửa nữa. Cái chân khác nha. Rồi, quậy quậy ra cho nó ngấm muối á nha. Rồi, sắc vô sắc nữa nè. Cái dao xứng đáng đồng tiền ha. Hả? Cái gì? Trời ơi, thủ biết mỏ nhọn mà không cho nhét. Không cho nhét rồi người ta coi phim hồi tao ngủ rồi chơi rồi sao? Vui phim không cho nói chuyện rồi sao được. Cô bác thấy cái phản ứng của cái khán giả cũng bức xúc đó ha. Nói gì chứ khó lắm. Được cái này mất cái kia. Rồi. Bỏ hành. Đợi xíu nha, để sắc này xong rồi sắc nè. Rồi, nhép nhép cũng bị la nữa. Giấc này nghỉ nhép à. Rồi. Cái gì chứ gì, khán giả thân yêu cũng phải nhép nhép chứ. Lên. Rồi lột mấy củ hành nè, sắc mấy củ hành là bỏ vô đó mà. Khoan nhấc xuống, khoan nhấc xuống. Nhỏ lửa lại, dặn lửa xuống đây đi, dặn lửa xuống đây nè, dặn xuống đây. Ơ, dặn xuống đây, xuống đây. À, rồi. Cái nồi chi chín chưa? Cái nồi chi kia chín thì cũng dặn lửa vậy. Còn chưa chín đó thì để. Rồi, rồi. Đừng nhấc xuống nha. Để nóng phỏng à. Đợi xíu đi, đang lột. Làm không kịp. Đừng hối. Hối hối, hồi lột cái da tay luôn bây giờ. Rối tung cái liền. Trời ơi, giống như mấy cái người liệu rồi, cô bác ơi, mấy cái người mà có tật liệu rồi đó. Cô bác hối hối, hồi người ta làm hư tỏi, hư đường. Ủa lột, hư bột, hư đường. Nhất là mấy cái chuyện mà gấp gấp, nguy cấp hay gì đó. Cô bác cứ từ từ điềm tĩnh nha. Cái cối tung nó mù chứ nè. Rồi giờ sắc bỏ mấy cái đuôi nó ra. Ngắt đuôi, ngắt đầu mấy cái chỗ nào thúi úng gì đó, ngắt bớt nó. Rồi chắc này kẹt nước luôn. Không biết nó rớt cái gì ở dưới rồi. Rớt con cona ở dưới cái gì rồi. Rồi chắc này mới sắc hành.
chưa. Đợi xíu đi. Làm kịp chứ. Đợi xíu đi, đừng có nhắc xuống nha. Để bỏ mấy con hành vô cái hãng nhắc nha. Thở nấu người ta mà lu bu hết trơn rồi nè. Bỏ cái này xuống không có chỗ mà để nữa. Bộ phim này nó gối lắm quá. Tại chưa quá rồi mình sợ đói. Nhà thì bánh trái nhóc trơn. Rồi. Sắt bự bự đi cho nó mau. Sắt nhỏ nữa. Nào cũng nấy như con voi luôn. Rồi. Vớt ở ngoài tùm lum tà la luôn. Rồi sao bỏ cái củ này vào đây đi. Rồi. Rồi dính cái vỏ tỏi luôn. Sắc đẹp gì thôi chứ. Bút trơn rồi. Đùa vô đây 1/3. Miếng ở đây rồi. Đùa đây 1/3 còn chừa lại cái nồi canh phần nữa nha. Nữa đi, nhiều nữa đi. Rồi. Rồi, chả cái dao lại. Còn muốn trộn, muốn quậy, chứa. Lấy cái đũa, trộn quậy đồ lắm. Đũa rồi, đũa mặn thôi, đũa chai, rồi. Sẵn rồi trộn qua cái đũa mặn luôn đi, không sao. Ủa, cái đũa mặn bên kia riêng nữa hả? Ờ, vậy là tốt. Ăn được. Cái đũa để trên đây nè. Trên đó nhiều khi nó sạch không. Đây nè, để cái đũa lên đây nè, để lên đó nó dính lòng lá chứ sao. Ơ, ngắt xuống được không? Ôi ơi, có chừng ấy. Để đũa nữa đó. Ôi phỏng chết, đây để cầm cho. Cầm cái ngón tay chúng vô phỏng. Toàn bà mẹ và trẻ em. Căng măng. Rồi, nó lên. Dặn lửa lắng lên. Dặn lửa lên. Dòm á, vừa dặn vừa dòm lửa. Nhỏ lại chút xíu. Nhỏ lại để nó phà ra ngoài quá nó uổng. Vừa đó. Bỏ muối nào. Muối bọt đi nha, cho nó có iốt. Rồi cái vụ hành này rồi sao bây giờ kẹt bắp cải rồi bây giờ hành này đè qua bên đi. Ôi còn cái vỏ nữa. Đẩy nó qua bên đi. Rồi bây giờ sắt tiếp nè. Chưa xong. Cái thuốc mà làm mà còn hơn là chạy giặt nữa. Nằm sắp xuống. Sắp xuống gì đó hả? Kia kìa. Cái nào? Cái gì đó hả? Làm sao đâu? Cái gân này cho nó. À, vậy là sắt bề này đúng không? Bữa nay là học thêm cái bí quyết nữa ai biết đâu. Nãy giờ không nói sớm. Hơn nữa rồi. Nó ra tùm lum tàn lên. Rồi ôi, sắt kiểu này thấy nó hơi kỳ rồi đó nha, nó dính nguyên cục rồi nè, không được rồi. Cái này nó dính nguyên cục rồi nè, như là sắt khóm vậy nè. Không được rồi, phương pháp này áp dụng không được rồi. Thông báo với cô bác là mình phải sắt theo cái kiểu đứng này nè. Để nó đứng gì nè cô bác. Mình sắt nó mới bể ra từng miếng. Nó mới sứt ra từng miếng nè cô bác. Nè, gì nó mới sức ra từng miếng, còn nãy sắc cái kiểu nãy là nó dính chung. Nó nhét nhét rồi đã bỏ đi đó hả? Vậy đi, ăn gạo cải nhiều vô, cho có vitamin dữ dằn đồ vô. Bồi bổ cho quân lính của mình dữ dội luôn. Đánh thật là phải thắng cái trận này nha. Cái trận này mà đánh mà gục ngã nó vô là nó chiếm đất đai của mình. Rồi. Bồi bổ cho quân lính của mình dữ dội lên. Thôi vậy. Gì đâu mà còn nhựa nhóc chứ. Miếng bự miếng nhỏ tùm lum chứ. Thì ghê quá. Rồi trộn lên coi. Trộn lên cái ca ăn ngâm nửa tiếng 30 phút gì đó mình để vô là quất luôn. Không biết ngâm để cho nó an tâm vậy thôi chứ hình như là nó không có tác dụng gì chứ.
Rồi dị đi, không đâu mà ngâm hoài. Dị đi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi đó. Không biết cái nồi chứa hết không? Ăn đã luôn. Ở quê mà ăn hơi nhiều đó, cô bác người ta gọi là ăn như heo. Người bữa nay có người lớn mà nói chuyện gì cái câu vui của tôi, ta nói ăn như heo tại con heo nó ăn dữ lắm cô bác. Mình ở đây như con heo. Ăn xong cái qua cái dịch này, người nào người nấy ta nói đem đi canh luôn. Xong rồi đó. Cái gì cho con người lớn tuổi với mình mới cố gắng làm gì nè cô bác. Chứ mình mà mình ơn nó thiệt cô bác. Kêu chào cái là xong. Gì cho nó gọn. Ví dụ nấu nướng này không phải cái sở thích. Làm biến chết luôn. Rồi, mày bỏ vô. Xong ục rồi đó. Không biết thợ nấu mình. À thợ nấu mình hồi nãy là cô bỏ muối trong rồi. Cái nồi này đã ha, bỏ vô làm cái sẹt. Rồi khát nhạt rồi. Tàn 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 tàn. Khát nhạt cái túi. Tắt lửa à cài. Đi lạc rồi. Khát ăn khát. Rồi. Bỏ vô bụng thì ngày mơi là nó cũng chung một màu. Màu khét màu ấy nữa. Đang cái chỗ nó ăn mà nói tầm bậy ba bị chữ nữa. Bị đít tai nữa. Rồi. Đi, ngon ghê ha, canh cải. Rồi, vậy đi. Trời qua ngày tháng vậy đi, dần lửa lớn lên chút xíu nữa hả? Đầy nồi luôn, ăn đã luôn. Ăn qua mùa Covid luôn. Rồi, xong rồi đó. Cái quy tắc là chừng nào mà ấy hả, bỏ vô ha. Rồi bây giờ quẹt đại vô cái đi để dẹp cái này luôn. Nó mà đợi cho nó chín nữa. Bỏ đại vô đi. Đó. Rồi, bỏ cái chả vào lại. Xong rồi đó, cho nó xong đi. Hồi nãy bỏ muối rồi đó nha, đừng bỏ muối nữa nha. Ừ. Dặn trước, nó nguy hiểm. Rồi, rửa nó đi, cho nó kết thúc cái công trình này. Khoan nó đậy nắp nha, để lấy cái nắp rửa cho nó đậy nha. Khi cậu biết thì nó nghiêm đi. Rồi, rửa mấy cái này luôn, chắc này ngạt nước luôn à. Để sắt cái bắp cải này, có để rửa luôn nè. Rồi, rửa mấy cái này ra luôn. Rửa cái này ra luôn. Rồi, xong rồi đó. Ừ, đúng rồi. Hồi bữa nay thầy nấu có lý ha, biết đem rửa rồi nữa nè. Để con mèo con chó nó bay tùm lum. Biết là phải sạch sẽ. Người ta ăn người ta không có gớm. Rồi cái bắp cải đây. Dở hai ba bẹ. Nhìn nó cũng không có được ngon lắm. Cái cải này cô bác bình luận nói là cải bắp thảo. Rồi mình có biết cái cải này mới thợ đó. Cái này nhờ bình luận mới biết cái này là cải bắp thảo hay bắp thảo gì đó. Hết sức không đầu bếp mà không biết trời căng gì chứ. Đây, đây. Gỡ từng miếng à, cái này ăn rất là ngon, cô bác nó mềm mập. Ăn đã lắm. Độc lắm nè. Giết rồi cái gì cũng độc trơn rồi ăn cái gì giờ. Cái nào nó cũng độc chứ. Nó trắng ra cái gì cũng độc trơn. Mà ngay cái gạo mình ăn hàng ngày nè cô bác ơi. Cô bác biết ha, trong 3 tháng á thì người ta xịt sâu gầy bao nhiêu lần cô bác biết không? Cô bác mà ra ngoài đồng á, nhìn mấy cái chai thuốc người ta gãi đầy đồng cho cô bác hết hồn luôn. Mình ở quê nhưng mà đại vậy chứ là thành ra là trong một cái vụ mùa đó cô bác ơi, trong 3 tháng đó là người ta xịt không biết bao nhiêu thuốc từ sâu thuốc gầy vậy. Mà tới mà lúa chín, hột lúa chín rồi đó cô bác vẫn còn xịt đó. Tại gầy mò dữ lắm. Cái chính là còn có mấy bông cuối cũng phải xịt để còn nó lép nó ảnh hưởng cái kia hết. Thành ra cái gì cũng độc chứ quá thôi. Đỡ phần nào thôi. Còn nếu mà tránh hết á, không tránh được. Chỉ đỡ thôi, mình thấy cái nào nó nguy hiểm quá thì ăn ít lại. Rồi. Xong rồi đó. Ngon quá ha.
Hơi bị đớm đớm chút đỉnh, nhưng mà gì nè cô á, thấy nó cũng ngon quá ha. Không biết con phim nó sao chứ ngoài nhìn thấy nó cũng ngon ngon đó. À, đừng có nhắc xuống nha, đừng nhắc xuống. Phỏng. Có nhắc xuống cái gì kêu để nhắc cho, để phỏng. Rồi. Nhắc này kẹt nước luôn. Ờ, bỏ bên. À, bên này. Bên các bạn nè, để mình ăn á. Tại kẹt á, thẳng cái cọng dây mic cho không có. Không. Để trên bàn mình ăn sống rồi, cái đó ăn sống, bỏ đại đi. Chơi bóc. Ăn sống đi. Đó, ngày ăn bắp đó, hôm qua ăn hết bắp rồi đó. Bữa nay ăn bắp nữa, mời ăn bắp nữa. Rồi, mình đã bị kẹt nước. đá cái cọng dây coi, nó lọt nước. Nó kẹt cái khớp nối ở ngoài kia, cô hát cút cái khớp nối là ra. Tại mình làm cái ống hơi nhỏ. Rồi, mới đổi cái ống khác. Cái này nhét vô đây để rửa cái này, cái để cho kết thúc cái công trình cái. Nó canh chín chưa? Chuẩn bị ăn được rồi đó. Rồi. Đây cái đi, mình bỏ ra cái đống rác. Cái này ráng trời nắng đốt cái đống rác cho nó xong. Cái rác rồi. Không khai này là khai lụm đó. Rồi cái dao luôn, không cái thớt luôn, không rồi chắc này chỉ còn chờ ăn nữa thôi. Ăn cơm rồi đó, chiều mượn chén ăn cơm, mượn ly uống rượu, mượn đờn cái chơi. Rồi dở cái mic cho nghe cô á, đợi chút xíu nha, rồi nên kia có luôn chạy ra ngoài kia gỡ cái nút để cho nó chảy nước ra cái nha. Rồi cô bác ơi, xong rồi đó, gỡ cái nút cái là nó chảy cái ào liền, biết cái bệnh của nó toại cái gì. Nó có cái khớp nối ngoài kia đó cô bác, mình làm cái khớp nối nó hơi nhỏ đó, cái khúc ấm đầu ra ngoài kia hơi nhỏ đó, bữa nào tha cái khúc bự vô là nó dính thôi. Cái này thì hồi nãy đựng đồ khô, thành ra rửa sơ cái bọc này còn xài được. Cái bọc đựng thịt đó thì để lâu nó hôi, thành ra không có sử dụng là được. Mai mốt nhận đồ để ý kỹ cho thợ nấu, coi cái nào nó chảy nước hay gì thì đừng bỏ trong tủ nha, rút kinh nghiệm bữa nay liền. Ồ, sâu dữ sôi ha, chín rồi đó. Cái này để kỹ lưỡng hả? Lạc nhất à? Lạc không? Thôi lạc lạc đi cho chắc ăn nha, đừng mặn quá nha. Sao cái? Thôi để lên cái dĩa bên này nè. Này. Chắc này còn có đồ chai không, không sao. Rồi, nêm thì nêm đi. Hồi cùng lắm là mặn chát là ăn cái không, không ăn nước. Rồi. Còn gì nữa đâu, rồi ăn. Kêu ông cụ vô ăn cơm nên mình nên dọn cái đống này coi. Còn cái khai này chịu qua chưa rửa nó. Ok, thịt hôm qua này. Không biết tình hình bữa nay sao, không có coi tin tức nữa. Hy vọng là tất cả sẽ ổn cô bác ơi. Dính vô cái tình hình này ai cũng khổ chứ. Khổ chung, lu bu chứ. Nghĩ theo cái chiều hướng khách quan thì nó đỡ một chút. Nghĩa là thôi, cái này cái tình hình chung này, mình với cô bác là nhiều khi cũng còn đỡ hơn. Ở nhiều chỗ khác người ta còn khổ nhiều hơn nữa. Dán cho nó qua cái đi, không biết chừng nào nó qua đây. Chưa có làm nước mắm. Ta nấu mình không có đậy nắp ra luôn. Đậy nắp ra đi, cho nó hầm nó mau chín. Nhỏ lửa xuống chút, rồi ăn cơm được rồi đó, thôi nấu rồi. Cái này ra. Cái này luôn, để mình rửa luôn. Rửa để ăn cơm luôn. Rồi vô ăn được rồi đó, thôi nấu rồi. Rồi. Này mình sẽ làm nước mắm nữa cô, không ngờ hết nước mắm mà chưa có làm. Trong thời gian này mình sẽ rửa mấy cái này. Sạch sẽ. Thank you.
Nhà thì bánh trái, mì, gói, bún cháo gì tùm lum chứ. Thành ra cũng không có sợ nấu cơm chảy không. Nhưng mà ăn cơm cũng quen, thành ra mình ráng tranh thủ nấu để không kịp. Rồi thì nhất này làm nước mắm. Nước mắm là đầu tiên là mình lấy cái keo nè, keo nước mắm hết rồi nè, rửa sơ cái keo cái. Bỏ xa xa cô bác thấy toàn cảnh nó dễ hơn. Rồi nước mắm đây, rửa keo nước mắm đây nè. Phải có keo bự hơn để làm nó lâu được. Đừng có lại nhắc cái nồi nha, cái nồi bỏ đại, đừng nhắc bỏ đại đi nha, nguy hiểm lắm, nước nhiều lắm. Đại đi, đừng ngồi xuống. Nói gì mà cũng thắng vô giống như trẻ em ha. Cảnh báo rồi, cái nồi này nước nguy hiểm lắm, bớt lửa đi, bớt xíu lửa đi. Đợi chút xíu đi, xíu lấy quạt quạt cũng được, cái gắt này làm không kịp. Rồi gắt này mình làm nước mắm. Không, hết nước mắm không có thời gian là rồi, này bới cơm ăn được. Ủa chưa có cơm hả? Gắt này. Rồi bao gồm là tỏi, 1-2 tép tỏi, 3 tép tỏi đi. Nước mắm là cần có tỏi. Cắt đuôi, cắt đầu rồi ăn trước đi. Đây làm chín rồi đó, ăn được. Đây là thợ nó tranh thủ nó làm cái này, không có bữa nào ở không đâu, bữa nào cũng như bữa nấy. Rồi thợ ớt đầy hết kìa, ngoài vườn kìa, nhóc hết trơn luôn. Ngoài kia thấy nó chín đỏ hết trơn ở cái vườn đằng đẵng. Còn ở gần đây thì không biết có không, còn vườn đắng thì nó chín tự lưới. Rồi bữa nay khỏi đập cái bẹp mà quên là lột trước luôn. Rồi lột trước, còn lấy cái dao đè nhẹ nó, cái này cái dao này ghê quá, đè nó không xuống coi. Ừ không xuống gì chứ, cái dao ghê quá. Rồi đập một cái bẹp vẫn còn, nhờ mình đè nó hơi dẹp dẹp rồi đó, không nhảy đó. Rồi, cái này mình nó sắc ra nè. Rồi. Càng nhuyễn càng tốt. Đỡ nhảy. Rồi xong. Tỏi hồi mầm nhuyễn nhừ luôn, thợ này quá chuyên nghiệp. Nhân này múc canh ra cái đã. Nhân tay gai đi. Lửa để cái nắp này xuống chút xíu ấy luôn, chút xíu rửa nè. Bữa nay cái này là cái danh mục chính của mình nè. Quẹt quẹt cho nó đẹp đẹp cái để mình lấy cái hình nền cái nha. Đây rồi, 1-2-3 rồi xong được hình nền rồi đó. Múc ra canh bắp cải. Múc cái đất gì đi, để chiều có lỡ gì mình hâm rồi mình đổ qua để cho nó nóng. Có lấy gì hả? Có không? Có đũa đó không?
lấy. Còn đôi đũa kìa. Thôi ngồi ăn đi được rồi. Mấy cái nào thiếu thì từ nữa cung cấp thêm. Ngồi đi, ngồi chơi đi. Cái gì đó? Trả cái muỗng đây. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Cho thế giới hòa bình. Còn cái nước mắm mà đổ đại nước mắm kia đi làm chưa kịp. Ờ, ngồi xuống đi. Định. Còn lấy gì nữa? Còn lấy gì nữa? Cái tô canh có gọi, ngồi xuống ăn đi, ngồi xuống ăn đi, ngồi xuống cho thế giới hòa bình cho đi. Đủ hết rồi. Có cái nồi canh đây nè. Cái nồi canh. Có rồi. Nó múc đây rồi. Cho thế giới hòa bình cái coi. Ngồi ngủ cái coi. Trời, trời gió ì ẩm mà sắp mưa nữa rồi. Tắt quạt cái trời cho nó hết ì ẩm cả. Rồi đây, nước mắm nó đỡ đi, làm không kịp. Rồi kéo cái nồi canh vô, không kịp. Canh còn nhiều lắm nha, thiếu thì múc thêm, còn nhóc chân nè. Đồ của người ta để đó. Ok đi. Ngồi tính sao, ăn cơm xong đi rồi tính sao, ngồi xuống đi cho thế giới hòa bình cái đi. Ngồi xuống đi thả nấu cho thế giới người ta an bình các cái. Rồi ở trong là cơm nếp này giao thì lấy cộng nào ăn cộng đó. Khỏi thân duyên. Khỏi thân duyên. Cái này là mình xin cái dĩa để bắt đầu mình làm nước chấm. Hai cái muỗng tiêu thịt cá rồi. Cái muỗng đã bị mai một mất tiêu rồi. Chính trong này còn cái nào nữa. Mình nghèo không có cái muỗng nữa. Mấy hai cái muỗng mà sao có mất tiêu. À phải rồi, mình để trong cái nồi này cá nè. Rồi mưa luôn rồi. Mưa gió dằn vũ rồi. Được cái nha, cô có thông cảm nha, chắc này nó rối tung vô. Mưa luôn rồi. Này. Bỏ đây cái làm nước chấm cái coi. Đẩy cái này ra chỗ khách chơi coi. Này, làm nước chấm thì bao gồm là nước tương. Nước chấm ngon ngon này, chấm cải nè mới đã. Chào. Rồi. Tiếp đến là chín su. Rồi. Sau đó trộn đều, quậy đều lên. Cải sống thì mình làm hơi nhiều chao chút xíu. Dần cho nó nhuyễn kìa. Rồi. Nhuyễn này rồi. Rồi tạm thở gì đi. Này đi kiếm trái ớt. Nó xong cái công trình này coi. Đâu có ớt à. Nhà ngoài này có cây ớt được không? Biết rồi không nhớ cây ớt ở đâu nữa. Ở đây thì không có ớt, ở đây có hạnh, hồ gỗ, cây bạc hà. Lá nào lá nấy như con voi. Rồi đi dắt này đi kiếm ớt. Họ ở buông súng mình cỡ này nhóc chơi luôn cô bác. Cô bác coi đã luôn. Có bụi là mười mấy hai chục cọng cô bác. Tại cái này không có hái nhìn đã lắm. Sáng nó nở một cái ha, đẹp tuyệt vời luôn. Cô bác có thể tới đây mà review. Và cái giá mà cô bác vào cổng để vào đây là 200 ngàn trên người. Thôi. Cô bác nói thôi. Đừng có nổ nữa. Đây. Sáng nó nở một cái ha, cô bác coi đã luôn. Đẹp lắm. Đã lắm.
Đó, như cái bụi này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cộng nữa cô á. À, rồi, thôi viết đi cô á, trời mưa rồi. Trời chuyển đang khui rồi, gió ì ì rồi cô á, sắp mưa. Hình như có bão sắp đổ bộ nữa. Nãy mình quay không trúng bụi giờ cô bác ơi, cái hàng này nè, cái bụi nó bông nó nhiều, bên kia là mười mấy bông luôn kìa cô bác, cũng khiếp hơn cái bụi cuối cùng á. Thôi giờ đi nè, bùa ngót nè cô bác ơi, bùa ngót nè, bữa nay nó xanh mơ mỡ luôn nè, nấu canh bùa ngót được luôn nè. Rồi dưới này là rau má, bữa nay là càng cua nè cô bác, thấy là càng cua tựa lửa hết trơn nè, thấy không đó. Rồi cái này là cái đống dừa, nhắc này là đi kiếm cái trời ớt, tranh thủ đi vô để mưa gió nữa. Ôi, mấy cái đẹp quá ha, mấy cái bông trang đẹp quá. Giờ bên này là cái hoa thiên điểu nào của ô cũng đẹp hết hồn luôn ha, đẹp ghê chưa. Ôi, công nhận mình đẹp mà mấy cái hoa này còn đẹp hơn nữa cô bác, không biết đứng cạnh hoa không biết ai đẹp hơn ai. Rồi thôi, ở trước nhà lên được hai cây điên điển cô bác, thấy bông nóc chân luôn ha. Đó, hoa chiều tím dạ yến thảo của Mexico. Còn cái này là thôi đi viết hai cái ớt lên thì nhiều chuyện. Ớt này quá không, ngoài vườn mình nhóc chân luôn, ớt này kêu bằng ớt hiểm. Hai trái được chưa, ba trái. Ớt hiểm có nhiều loại, là ở ngoài kia mình có mấy cái cây ha, cái trái nó còn nhỏ hơn trái này nữa cô bác, cái trái cũng thúc béo luôn. Đó, mấy ớt này mắc lắm. Trời ơi, rớt cái giò lan luôn rồi kìa. Đây là mấy cái bông của nó cũng rủi rồi nè cô bác, rủi rồi nè. Rồi chắc này chở vô nha. Tranh thủ thời gian nhiều quá ăn cay, không biết mình thì không ăn cay, mình chỉ ăn được tương ớt thôi, còn trái ớt này ăn không được cô bác, cay ăn không được. À, còn ở đây là điên điển. Rồi, ở đây là cái tớp lâu la ở dưới nè. Ở đây là bé mèo. Rồi, hồi ừ, đang mần nước mắm còn gờ con mèo nữa. Rồi, nhóc cái máy xuống. Rồi, rửa tay cái cây. Đó, cái máy trái ớt chắc này mình bầm luôn nè. Ở đây là mình được 4 trái rồi. Đây, đây 3 trái. Rồi, 1, 2, 3. Cho nó cay cay. Rồi. Đây, đây. Đây, đây. Mấy trái mà ớt chín quá đó cô bác, là chim nó ăn trơn à. Mấy trái này nó vừa chín tới á, mới còn đó. Mấy trái chín là chim nó ăn trơn. Ở ngoài vườn ngoài kia thì mình thấy có mấy cây nó hơi cút, có mấy con chim nó ăn không được. Rồi, cho nó nhuyễn ra coi. Rồi, bao gồm ớt với ấy thì bây giờ mình bỏ vô trước cái cà. Ớt nè, với tỏi. Rồi, sau đó thì mình sẽ dắt vào một số hạnh, thì sáng mình có hái một số hạnh nè cô, hạnh này nó chín luôn, chín mà hai hạnh còn nguyên nha. Bây giờ là hạnh là bị dồi nữa cô bác, ghê lắm. Thành ra bây giờ lấy 4 cái hạnh chín, mình lựa mấy cái hạnh này còn nguyên không bị dồi nè. Đây, rồi chắc này mình sắp cái hạnh làm đôi nè, rồi mình dắt vô đây. Ồ, cái lược này bữa nay có tác dụng rồi nha. Một trái nữa, nó hơi chua chua. Hạnh thì ngon hơn chanh cô bác, tại nó có cái mùi thơm, nhưng mà nó chua thì chua không bằng. Đó. Rồi, bước cho 4 trái luôn, chua lèm luôn. Rồi, xong. Rồi, đây. Rồi. Rồi. Xong. Mình lấy đường. Đường mình
bắt đầu qua đường ở đây, đổ vô một chút đường đây, đây một muỗng đường, hai muỗng đường, đây bỏ chút xíu bột ngọt nữa đi, chút xíu bột ngọt nữa nó mịn mờ rồi. Sau đó mình sẽ đổ nước nửa nóng nửa lạnh đó cô bác ơi, nhưng mà thôi chắc này làm biến rồi, nóng lạnh gì cũng tốt hết đi, sao mà chăm nước được nè. Để cái máy lên đây nha, tâm đỡ cái đi, xoay qua nhóc máy lên chút xíu chăm nước lên. Nóng quá cái chai này nó ấy nè, một chút nước đi, một chút nước nóng vô cho nó loãng nó bớt đó cô bác, chứ nước nóng nguyên chắc đó thì mình chắc vô thì nó quá mặn rồi. Sau đó mình sẽ quậy nó lên, rồi sau đó mình sẽ đổ nước mắm vào đây, đây là chai nước mắm, đổ nước mắm vào. Rồi đầy luôn đi. Rồi vậy là mình đã có được cái keo nước mắm. Ok, còn mấy chai nhiều lắm. Rồi quậy cái nữa cài. Ơ rồi, vì lý do kỹ thuật sơ ý chút xíu, vừa nhìn vô cái màn hình máy quay phim đó quá, thành ra mới ra tới sự vậy đó. Thầy kẹt nhìn vô cái màn hình coi nó quay trúng không. Bây giờ rửa coi, rửa coi đẹp trai đẹp gái nữa coi. Rửa coi đâu biết bày hay quá. Rồi để cái nắp lại. Rồi rửa trên xuống cái nữa, rồi sạch sẽ. Tô nước mắm rồi đó. Ủa lộn, cái chai nước mắm. Rồi xong. Rồi, keo nước mắm. Họ mình chùi rửa nó lại. Tạm thời thì để đó đi. Rồi xong, quay xong thì ở đây ăn cũng xong luôn. Cái này tình cảm, tình thương mến thương quá ha, nằm ôm nhau thấm thiết luôn rồi các bác ơi. Trời ở ngoài bắt đầu mưa rồi đó. Đây ở dưới là bé bút, trên đây là đồ ăn của mình sáng nay, điểm danh lại nha, bao gồm là con cá bóng kho, nước chấm, canh bắp cải, cái này là cải bách thảo hay là bắp thảo gì đó, cái này là thịt kho, cái này là kế đến là canh bắp cải gì nữa đó, nước chấm. Rồi xong cái bữa cơm sáng, quay xong là cũng ăn xong mất tiêu luôn rồi. Rồi vậy là mình xong cái bữa cơm sáng nay rồi đó cô bác ơi. Xong rồi ăn xong mất tiêu luôn rồi. Rồi ở ngoài thì bắt đầu trời mưa gió đó cô bác nha, y đùng chân đó nha. Rồi vậy là cái phim của mình cũng tới đây kết thúc luôn, rồi chuẩn bị đóng cửa rồi, trời mưa rồi, mình dọn dẹp cái hậu trường này nữa, rồi cho chó đồ ăn nữa. Trời mưa gió này chắc hơi khó khăn, dịch bệnh còn mưa gió nữa. Vậy là phim của mình tới đây kết thúc luôn. Rất cảm ơn cô bác, giờ cái này hạn chế ra đường ăn uống nhiều vô nha cô bác. Rồi mình cũng tới đây.